trình bày cho các bạn một cái chủ đề đó về chẩn đoán và điều trị suy tim mạn. Thì mình lưu ý là trên lâm sàng hiện nay đó là có suy tim cấp và suy tim mạn. Thì cái bài hôm nay thì thầy chỉ nói về suy tim mạn thôi. Và trong suy tim mạn thì hiện nay người ta phân ra là hai loại. Một cái suy tim gọi là phân sức tống máu giảm và một loại suy tim phân sức tống máu bảo tồn. Tuy nhiên thì cái nhóm mà suy tim phân sức tống máu bảo tồn thì mình có một cái nhóm nữa người ta gọi là giai đoạn trung gian. Như vậy nếu mà phân đúng ra thì là ba loại. Nhưng mà thường trên lâm sàng thì người ta chỉ tập trung về một nhóm là suy tim phân sức tống máu giảm và một cái nhóm là suy tim phân sức tống máu nó không có giảm, người ta gọi là bảo tồn. Thì trong cái điều trị suy tim mà phân sức tống máu bảo tồn á thì hiện nay tất cả những cái loại thuốc mà mình đang điều trị á, thì nó chủ yếu nó là cải thiện triệu chứng, không có cải thiện tiên lượng. Chính vì vậy mà trong cái bài hôm nay thì thầy chỉ nói cho mấy em là một phần nhỏ thôi, là trong suy tim mạn đó là cái nhóm mà suy tim có phân sức tống máu giảm. Tại vì cái nhóm suy tim phân sức tống máu giảm là cái nhóm mà khi mà mình điều trị sử dụng các loại thuốc thì nó sẽ giúp cải thiện tiên lượng tử vong của bệnh nhân. Thì trong bài hôm nay á, mình tập trung về nói là suy tim mạn mà lại là có phân sức tống máu giảm. Còn về chẩn đoán thì suy tim mạn phân sức tống máu giảm hay là suy tim mạn có phân sức tống máu bảo tồn, về triệu chứng thì nó giống nhau. Tuy nhiên nó có những cái điểm khác nhau, đó là về cận lâm sàng. Thì chút thì tôi sẽ trình bày các bạn rõ là trên lâm sàng mình chẩn đoán như thế nào gọi là suy tim phân sức tống máu giảm và chừng nào là suy tim phân sức tống máu bảo tồn. Trong quá trình giảng á, nếu mà có cái phần nào mà không rõ hoặc là các bạn nghe không có rõ, trục trặc vấn đề gì đó thì các bạn nói liền nha để tôi biết tôi khắc phục. Về chẩn đoán suy tim thì thứ nhất là về nguyên nhân á, khi mà mình chẩn đoán suy tim á, một cái điểm mà thường trên lâm sàng các bạn hay chẩn đoán gọi là sai, mà thực ra không phải sai mà là thiếu, là các bạn quên đi chẩn đoán nguyên nhân. Mình lưu ý á, trong điều trị suy tim, khi mà mình nói mình điều trị suy tim, mình đó là mình điều trị biến chứng của nó, tức nghĩa là suy tim nó là thuộc là biến chứng. Còn điều trị gốc á, là mình vẫn phải tìm nguyên nhân để mình điều trị, hiểu không? Ví dụ như bây giờ một cái bệnh nhân suy tim mà do tăng huyết áp, mà các bạn không điều trị tăng huyết áp tốt thì chắc chắn là suy tim nó sẽ càng ngày càng nặng lên. Hoặc là bệnh nhân này là do bệnh van tim, ví dụ như hở van hai lá nặng mà mình không có can thiệp hoặc là phẫu thuật thì chắc chắn là tình trạng suy tim nó cũng sẽ nặng lên. Do đó bao giờ mình cũng phải lưu ý khi gặp một bệnh nhân suy tim là chúng ta phải đi tìm nguyên nhân để chúng ta điều trị. Do đó trong cái phác đồ điều trị suy tim á, các bạn lưu ý là các bạn phải nên ghi đầu tiên là điều trị nguyên nhân bệnh nhân. Ví dụ bây giờ bệnh nhân này là nhồi máu cơ tim gây ra suy tim thì bắt buộc là mình phải điều trị nhồi máu cơ tim. Nếu các bạn không điều trị thì cho dù các bạn sử dụng các thuốc điều trị suy tim nó tốt đi chăng nữa thì cái dự hậu về sau nó vẫn xấu. Tại vì cái nguyên nhân mình không có điều trị. Đó là cái điểm mà mình lưu ý. Thì ở Việt Nam chúng ta đó, nguyên nhân suy tim có rất là nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên người ta chia làm bốn cái nhóm nguyên nhân thường gặp trên lâm sàng. Đối với những người trẻ đó, dưới 40 tuổi đó, thì người ta gọi là trẻ. Thì phần lớn bệnh nhân suy tim là do bệnh lý van tim. Hay do bệnh lý van tim. Do đó các bạn dựa vào tuổi các bạn cũng có thể đoán được nguyên nhân suy tim bệnh nhân là gì, để chúng ta có cái một cái bước là chúng ta tầm soát để chúng ta phát hiện ra. Còn đối với bệnh nhân mà trên 40 tuổi thì nguyên nhân thường gặp nhất khoảng 70% các trường hợp đó là bệnh động mạch vành. Và nhóm thứ hai là tăng huyết áp và nhóm thứ ba là suy tim do nhịp nhanh. Thì đối với suy tim do rối loạn nhịp nhanh á, thường mình hay gặp trong những trường hợp là suy tim do bệnh cường giáp nè, suy tim do rung nhĩ hoặc là những cái nguyên nhân mà làm tăng nhịp tim khác hay gặp, có thể gặp đó, ví dụ như bệnh thận mạn vân vân. Thì đó là những cái nguyên nhân gây suy tim. Tuy nhiên cái nguyên nhân mà rối loạn nhịp nhanh thì chúng ta ít gặp trên lâm sàng.
mà chủ yếu vẫn là bệnh động mạch vành và tăng huyết áp. Thì do cái tần suất mà bệnh động mạch vành nó nhiều á, do đó các bạn cũng cần lưu ý. Tại vì bệnh động mạch vành á, thường nó diễn tiến rất là âm thầm. Mình có rất là nhiều thể lâm sàng bệnh động mạch vành. Trong đó một cái thể mà rất thường gặp mà chúng ta hay chẩn đoán, gọi là bỏ sót chẩn đoán đó, là bệnh tim thiếu máu cục bộ im lặng ha. À, hay là người ta gọi là thiếu máu cơ tim im lặng, có nghĩa là bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng gì cả. Nhưng để chúng ta chẩn đoán được thì chúng ta phải dựa vào cận lâm sàng. Ví dụ như chúng ta đo điện tim, chúng ta làm siêu âm tim, thấy rối loạn vận động vùng, hoặc là tốt nhất là chúng ta cho chụp mạch động mạch vành và thấy là bệnh nhân có hẹp động mạch vành. Đặc biệt những cái bệnh nhân mà đái tháo đường, hoặc là những người hút thuốc lá, những người rối loạn lipid máu, đó là những người mà dễ đưa đến bệnh mạch vành diễn tiến âm thầm. Chứ không phải là bệnh nhân nào bệnh mạch vành chúng ta cũng thấy là bệnh nhân có đau ngực hoặc là chẩn đoán được là nhồi máu cơ tim. À, do đó các bạn lưu ý. Thì đó là những cái nguyên nhân mà chúng ta thường gặp. Đó, chúng ta cũng có thể dựa vào những cái phân, gọi là phân nhóm như này, để chúng ta có thể dự đoán. Thì trên lâm sàng á, các bạn lưu ý là các bạn thấy là phần lớn bệnh nhân suy tim là người cao tuổi. Do đó nguyên nhân mà chúng ta hay gặp đó là bệnh động mạch vành. Ha. Là đôi khi chúng ta quên thì chúng ta bỏ sót cái nguyên nhân này. Đây là cái nguyên nhân mà chúng ta gần như là gặp trên lâm sàng khoảng 80%. Nó là nguyên nhân gây suy tim. À. Ngoài ra nó còn những cái nguyên nhân khác nữa ha. Thì đối với ở Việt Nam chúng ta có một cái nguyên nhân mà nó không giống ở các nước phương Tây. Thì các bạn lưu ý đó, đối với nam giới, đặc biệt là những người mà nghiện nghiện rượu á, thì nó có một cái bệnh gọi là bệnh cơ tim giãn do rượu. Do đó những cái người trẻ khoảng 40 mấy tuổi vào viện mà suy tim nặng, mà các bạn hỏi tiền sử là bệnh nhân có uống rượu, uống thường xuyên, thì đó là một trong những cái bệnh mà chúng ta có thể gặp, và đó là nguyên nhân mà đặc biệt gặp ở người Việt Nam. À, các nước châu Âu thì nó ít gặp hơn. Thứ hai, khi mà các bạn chẩn đoán một bệnh nhân suy tim á, thì các bạn lưu ý trên những bệnh nhân suy tim mạn là người ta đã đang điều trị, thì không có lý do gì người ta điều trị mà bệnh nhân phải nhập viện. Do đó bắt buộc mình phải đi tìm những cái yếu tố nguy cơ làm nặng lên suy tim. À, ví dụ có rất là nhiều yếu tố nguy cơ, thì trên đây các bạn thấy có 6, tôi chia làm 6 nhóm. Thì trong đó cái nhóm mà thường gặp nhất ở người Việt Nam đó là sự không tuân thủ điều trị. À, bệnh nhân sử dụng thuốc không có thích hợp, hoặc là bệnh nhân tự ngưng thuốc, và đặc biệt đó là chế độ dinh dưỡng. Thì chút cái phần điều trị á, suy tim á, thì tôi sẽ nói cho các bạn là về cái phần điều trị không dùng thuốc. Mặc dù mình nói về lý thuyết rất là đơn giản, nhưng việc thực hiện nó rất là khó. À, do đó mình cũng cần phải lưu ý. Mà thực tế trên lâm sàng á, thì cũng rất ít bác sĩ có đủ thời gian để tư vấn bệnh nhân cái việc điều trị không dùng thuốc. Chính vì vậy mà một trong những yếu tố mà làm nặng suy tim thường gặp ở người Việt Nam đó là do không tuân thủ điều trị. À, nguyên nhân thứ hai mà thường gặp ở người Việt Nam á, thì đó là sử dụng thuốc không hợp lý. Thì các bạn lưu ý là những người suy tim thường là người lớn tuổi, mà người lớn tuổi thì thường họ có tình trạng là đau nhức khớp, do đó họ thường sử dụng các thuốc kháng viêm hoặc là corticoid. Thì những thuốc này là những thuốc nó làm cho tình trạng suy tim nó sẽ nặng nề hơn. À, và cái nhóm nguyên nhân thứ ba thường gặp ở người Việt Nam đó là bệnh mạch vành. À, bệnh mạch vành cũng là một nguyên nhân gây suy tim, mà nó cũng là một yếu tố thúc đẩy làm cho suy tim nặng lên. Do đó mình cần lưu ý cái nhóm này. Và cái nhóm thứ tư mà thường gặp ở người Việt Nam đó là tình trạng thiếu máu nè, bệnh nhân có tuyến giáp kèm theo là nhiễm trùng. Do đó trên lâm sàng á, các bạn lưu ý khi mà mình khám một bệnh nhân suy tim á, thì mình phải khám coi bệnh nhân có tình trạng thiếu máu hay không. Thứ hai là có nhiễm trùng hay không. Thường là bệnh nhân hay kèm theo tình trạng là viêm phổi. Viêm phổi là một yếu tố thúc đẩy cho suy tim nhập viện. Và cái nhóm thứ ba mà mình hay gặp của bệnh hệ thống đó là bệnh lý tuyến giáp. Thường suy tim á, thì nhịp tim nó nhanh. Do đó chúng ta cứ nhiều khi chúng ta bỏ quên
À, nhưng mà nếu mà bệnh nhân có nhịp tim nhanh thì mình cũng phải cần phải lưu ý là bệnh nhân có bệnh lý tuyến giáp hay không, đặc biệt là cường giáp á. À, nếu mà mình điều trị suy tim ổn mà nhịp tim lúc nào cũng nhanh hết thì mình cần nên đi xét nghiệm hormone tuyến giáp T3, T4, TSH ha. Còn nếu mà trên lâm sàng các bạn thấy bệnh nhân có bú giáp to rồi thì rất là dễ để chẩn đoán. Còn nếu bệnh nhân không có bú giáp thì chúng ta bắt buộc phải chúng ta phải đi tìm nguyên nhân coi bệnh nhân có bệnh lý tuyến giáp kèm theo hay không. Thì đó là những yếu tố mà làm nặng lên suy tim. Do đó khi mà chúng ta chẩn đoán á, một bệnh nhân suy tim mạn á, thì các bạn lưu ý là mình chẩn đoán suy tim mạn phải có nguyên nhân. Cái thứ hai là yếu tố thúc đẩy làm nặng lên suy tim là gì? Tại vì khi chúng ta điều trị á, mà chúng ta không điều trị yếu tố thúc đẩy này thì tình trạng suy tim nó cũng không cải thiện. À, như vậy chúng ta lưu ý có hai cái nhóm rất là quan trọng ha. Một là nguyên nhân là bắt buộc chúng ta phải tìm để điều trị, và cái thứ hai là yếu tố thúc đẩy nó là gì. À, đó là hai cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái phần chẩn đoán bệnh nhân suy tim. Thì trong chẩn đoán suy tim á thì hiện nay người ta chia là ba cái nhóm. Nhóm thứ nhất là triệu chứng suy tim. À, triệu chứng là những cái gì mà bệnh nhân họ khai với mình á, các bạn. À, hay mình nói khác đây là triệu chứng cơ năng. Thứ hai là dấu hiệu suy tim. Và cái thứ ba là bằng chứng khách quan nó là gì. À, thì đầu tiên tôi xin bày các bạn là triệu chứng của suy tim. Thì phần lớn những bệnh nhân suy tim đến với chúng ta là khó thở. Do đó khi mà các bạn làm bệnh án, các bạn lưu ý mình làm bệnh án mà mình ghi tình trạng lý do vào viện khó thở là người ta đang nghĩ tới suy tim, nếu mà khi mà bệnh nhân đang đó là bệnh nhân tim mạch. À, do đó mình lưu ý bệnh nhân bệnh mạch vành thì mình thường hay ghi lý do vào viện là đau ngực vùng trước tim hay gì đó. À, thì đối với suy tim á thì tình trạng khó thở nó có những cái đặc điểm như sau: là khó thở khi gắng sức, khó thở khi nằm và khó thở kịch phát về đêm. Các bạn lưu ý ba đặc điểm này rất quan trọng để giúp chúng ta chẩn đoán một bệnh nhân suy tim. Do đó khi chúng ta hỏi bệnh sử và chúng ta làm bệnh án và tóm tắt bệnh án thì chúng ta thể hiện như thế nào mà để người ta thấy lên được là bệnh nhân này khó thở có liên quan tới gắng sức, khó thở xuất hiện khi nằm và khó thở kịch phát về đêm. À, đó là ba đặc tính quan trọng ha. À, ba cái đặc tính này thì nó phụ thuộc, khó thở là do tình trạng suy tim nó tăng cái lượng máu trở về tim khi bệnh nhân nằm, hoặc là ban đêm nó có tình trạng cường giao cảm, nó co mạch bên ngoài do đó máu sẽ đổ dồn về tim, như vậy nó sẽ làm tăng gánh và đặc biệt là tăng áp lực ở phổi và gây ra triệu chứng khó thở, hay nói khác đi là nó gây ra tình trạng xung huyết phổi và nó gây triệu chứng khó thở cho bệnh nhân suy tim. Chính vì vậy mà nó sẽ xuất hiện ba đặc tính này. Triệu chứng thứ hai mà bệnh nhân thường khai chúng ta đó là triệu chứng phù. À, triệu chứng phù thì các bạn nhớ là triệu chứng phù của suy tim thì nó có bốn đặc tính quan trọng là khó thở phù hai bên đối xứng, phù không đau, phù ấn lõm, xuất hiện đầu tiên ở chi dưới. Như vậy có bốn cái đặc tính rất là quan trọng ở bệnh nhân phù, nhưng trong đó cái đặc tính mà quan trọng nhất mà mình cần phải phát hiện và hỏi bệnh nhân đó là triệu chứng xuất hiện đầu tiên ở chi dưới, và cái thứ hai đó là phải hai bên đối xứng. Vì đặc điểm phù của suy tim là phù do tình trạng thoát dịch ra các ma mạch bên ngoài, do đó không thể nó phù một bên, bắt buộc nó phải phù hai bên. Thứ hai là đầu tiên nó phải xuất hiện ở chi dưới trước, tại vùng thấp. Do đó đây là hai đặc điểm trong bốn cái đặc tính của suy tim mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ hai là tôi sẽ trình bày các bạn là dấu hiệu của suy tim. Dấu hiệu là những cái gì mà người thầy thuốc đó, là người chúng ta đó, chúng ta khám chúng ta phát hiện ra. Thì một trong những dấu hiệu quan trọng của suy tim đó, đó là tĩnh mạch cổ nổi, hay người ta gọi là phồng tĩnh mạch cổ. Thì khi mà các bạn khám tĩnh mạch cổ nổi thì các bạn lưu ý đây là một cái điểm mà thường trên lâm sàng đó, các bạn sinh viên khám thường là không có lưu ý. Tại vì khi mình khám một bệnh nhân tĩnh mạch cổ nổi thì bắt buộc bệnh nhân phải nằm ở tư thế đầu cao 45 độ. Đây là điều bắt buộc ha. Thường bệnh nhân người ta nằm đầu thấp, mà các bạn cứ để bệnh nhân nằm đầu thấp các bạn khám thì nó không chính xác. Tại vì
Nếu mà bệnh nhân nằm đầu thấp mà chúng ta thấy tĩnh mạch cổ nổi thì chưa chắc nó là dấu hiệu của suy tim. Khi mà bệnh nhân có nằm đầu thấp nè, các bạn thấy cái nằm đầu thấp tĩnh mạch cổ nó có thể nổi. Nhưng mà khi mà bệnh nhân nằm đầu cao lên, tĩnh mạch nó xẹp dần đi, hoặc là bệnh nhân ngồi đứng thì tĩnh mạch cổ nó sẽ xẹp mất đi. Do đó khi mà bệnh nhân nằm đầu thấp như vậy mà chúng ta khám, chúng ta thấy là tĩnh mạch cổ nổi thì nó không phù hợp trong suy tim. Cái này mình lưu ý. Mà khi mà khám một bệnh nhân suy tim, chúng ta tìm dấu hiệu tĩnh mạch cổ nổi. Mà nếu dấu hiệu tĩnh mạch cổ nổi ở tư thế 45 độ không có, thì chúng ta sẽ làm nghiệm pháp ấn gan phòng cảnh, ha. Hay người ta gọi là phản hồi gan tĩnh mạch cổ. Thì chúng ta ấn cái vùng dưới gan đó, chúng ta đè và giữ lại ít nhất là phải 10 giây. Chúng ta quan sát coi tĩnh mạch cổ nó có nổi hay không. Và lúc này bệnh nhân vẫn ở tư thế nằm đầu cao 45 độ. Ở đó các bạn lưu ý ha. Xin nhắc lại, khi mà mình khám một bệnh nhân suy tim, theo dõi một bệnh nhân suy tim á, mà mình đã thấy tĩnh mạch cổ nổi rồi, thì mình không có làm nghiệm pháp ấn gan phòng cảnh. Khi nào mà chúng ta không thấy tĩnh mạch cổ nổi ở tư thế 45 độ, lúc này chúng ta mới làm nghiệm pháp ấn gan phòng cảnh. Đây là cái điểm mà các bạn cũng hay sai, do đó tôi nhắc lại ha. Thường các bạn hay ghi tóm tắt bệnh án là bệnh nhân có tĩnh mạch cổ nổi dương tính 45 độ, rồi các bạn ghi phẩy cái phản hồi gan tĩnh mạch cổ dương tính là không đúng. Tại vì đã tĩnh mạch cổ nổi rồi thì mình không cần làm nghiệm pháp ấn gan phòng cảnh. Cái dấu hiệu thứ hai trong suy tim chúng ta cần phải khám phát hiện đó là dấu hiệu gan to. Bệnh nhân thường có tình trạng suy tim ứ máu ở các vùng suy tim bên trái bên phải đó, do đó nó sẽ làm cho gan to, đặc biệt là to và đau. Nếu mà một bệnh nhân suy tim lâu ngày thì gan này nó sẽ teo lại và nó sẽ đưa một cái biến chứng gọi là xơ gan tim, và lúc này gan nó nhỏ lại và không còn đau nữa. Như vậy nếu mà một bệnh nhân suy tim mà lâu ngày chúng ta khám thấy không có dấu hiệu gan to, chúng ta tưởng là tiên lượng tốt nhưng thực ra đó là tiên lượng xấu, tại vì gan nó đã teo rồi và đã có biến chứng có thể đưa đến đó là xơ gan tim rồi. Do đó mình lưu ý. Cái dấu hiệu thứ ba mà mình cần phải khám đó là ran ở phổi. Thì các bạn lưu ý tình trạng ứ máu ở các phổi, ở các phế nang thì nó tạo ra ran ẩm ở bệnh nhân suy tim. Do đó khi chúng ta khám thường là sẽ có ran ẩm hai bên, không bao giờ một bên ha. Chỉ trừ trường hợp một bên khi nào mà bệnh nhân nằm nghiêng một bên đó và nằm liên tục. Tại vì thường là ran ẩm nó xuất hiện ở vùng thấp, đặc biệt là hai đáy phổi. Do đó khi mà bệnh nhân nằm nghiêng, nằm ngửa và bao giờ thì chúng ta cũng nghe được ran ẩm ở hai bên, mà đặc biệt là ở hai đáy phổi. Đó là ba dấu hiệu của suy tim. Thì nãy giờ những cái triệu chứng và dấu hiệu á, thì các bạn lưu ý. Nãy giờ mình nói chung là triệu chứng và dấu hiệu của suy tim. Nhưng khi mà mình phân ra đó, thì mình lưu ý là gan to, tĩnh mạch cổ nổi và phù chân. Đó là ba dấu hiệu của suy tim phải. Ha. Dấu hiệu của suy tim phải, phù chân, gan to và tĩnh mạch cổ nổi. Còn triệu chứng khó thở và ran ở phổi thì trong suy tim nào cũng có, suy tim nào cũng có, mà đặc biệt là suy tim trái thì triệu chứng này nó sẽ điển hình hơn. Do đó trên lâm sàng á, các bạn cần lưu ý, nếu mà mình thấy một cái bệnh nhân mà có dấu hiệu có tam chứng của suy tim phải, đó là gan to, tĩnh mạch cổ nổi và phù chân, thì mình biết là bệnh nhân đó có suy tim phải hoặc là suy tim toàn bộ. Còn nếu mà bệnh nhân đến với mình mà không có tam chứng, một trong những tam chứng của suy tim phải, thì bệnh nhân chỉ đơn thuần là suy tim trái mà thôi. Đó các bạn lưu ý chỗ này. Về bằng chứng khách quan của suy tim, bằng chứng khách quan thì mình gì? Đầu tiên là mình nghe nghe tim, thì bao giờ các bạn nghe là ở mõm tim, và lúc này chúng ta có thể nghe được tiếng T3 hay người ta gọi là tiếng ngựa phi đó. Bình thường tim chúng ta thì có tiếng T1 và tiếng T2 mà thôi. Ở đây nó có tiếng T3 là tiếng ngựa phi.
Và đặc điểm thứ hai là chúng ta nghe, có thể nghe được âm thổi ở tim. Âm thổi này người ta gọi là âm thổi tâm thu. Tại vì trong suy tim á, suy tim mạn á, buồng tim nó sẽ giãn, và như vậy nó sẽ làm cho vòng van hai lá và vòng van ba lá bị giãn ra, và nó gây ra hở van ba lá và van hai lá cơ năng. Các bạn lưu ý nha, hở hai lá và ba lá cơ năng, thì lúc đó nó sẽ gây ra âm thổi tâm thu ở mõm tim, hoặc là chúng ta nghe được ở khoảng liên sườn 4-5 bên bên trái. Còn cái hở hai lá và hở ba lá mà người ta gọi là thực thể hay là thực tổn á, thì đó là coi chừng nó là nguyên nhân có thể gây ra suy tim. Như vậy một cái bệnh nhân hở hai lá thực thể sẽ gây ra suy tim, rồi khi suy tim buồng tim giãn ra thì nó sẽ gây hở hai lá nặng hơn. Còn nếu mà hở hai lá này mà mình kết luận là do suy tim thì nó là hở hai lá cơ năng. Lưu ý, do đó trên lâm sàng khi các bạn nghe một cái bệnh nhân suy tim á, mà các bạn nghe âm thổi ở mõm tim, các bạn cần phải phân biệt cho tôi đó là hở hai lá này là cơ năng hay là thực thể. Tại vì nếu chúng ta nói hở hai lá thực thể thì có thể là đó là nguyên nhân của suy tim. Còn nếu chúng ta kết luận đây là hở hai lá cơ năng thì nó là hậu quả của suy tim. Các bạn lưu ý cái điểm này. Thì cái phần này trên lâm sàng á, tôi sẽ có thể tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm ha. Nếu có tình huống lâm sàng nào mà chúng ta gặp, để chúng ta có thể phân biệt những cái đặc điểm nó như thế nào để chúng ta nhận diện đây là suy tim phân xuất, ý là đây là hở hai lá cơ năng hay là đây là hở hai lá thực thể. Bằng chứng khách quan thứ hai đó là chúng ta nhìn trên cái X quang tim phổi, chúng ta sẽ thấy cái bóng tim to. Thì chúng ta đây là cái cách mà chúng ta tính chỉ số tim ngực nè. Chúng ta đo cái lấy chỉ số A, lấy chỉ số B là cái nơi xa nhất ha, chúng ta dùng kẻ một cái đường thẳng, lấy A và B, rồi sau đó lấy A cộng B và chia cho C, thì chúng ta coi là chỉ số tim ngực nó là gì. Thì thường khi suy tim thì cái chỉ số tim ngực này nó sẽ tăng, tim tức nghĩa là bóng tim nó sẽ to. Và cái đặc điểm thứ hai mà khi chúng ta nhìn trên X quang ở một bệnh nhân mà chúng ta chừng nghi ngờ là suy tim á, thì chúng ta xem coi cái vùng rốn phổi này là có tình trạng xung huyết hay không. Nếu có tình trạng xung huyết thì rất là điển hình cho những trường hợp bệnh nhân suy tim. Một cái bằng chứng khách quan tiếp theo mà hiện nay tất cả các bệnh viện thì chúng ta có thể triển khai được, đặc biệt là các bệnh viện tuyến tỉnh đó, đó là chúng ta làm xét nghiệm peptide thải natri niệu, đó là NT-proBNP hoặc là BNP. Thì đây là cái chỉ số mà tương đối nó phù hợp trên lâm sàng, mặc dù cái khuyến cáo hiện nay cái số giá trị của NT-proBNP và BNP rất là thấp. Đây, nếu mà các bạn dựa vào những cái khuyến cáo gần đây đó thì người ta cho là NT-proBNP lớn hơn 125, còn BNP lớn hơn 35 là đủ để chúng ta nhận diện được đây là có sự bất thường ở tim, bất thường ở tim. Còn để chẩn đoán á, thì thường người ta hay dùng trên lâm sàng, người ta hay dùng cái ngưỡng này, tức nghĩa là trên 2000 hoặc trên 400 thì cái khả năng suy tim nó mới rõ. Nhưng mà theo khuyến cáo thì cái mức mà lớn hơn 125 hoặc là lớn hơn 35 hiện nay là người ta đã chấp nhận. Thì tùy theo các bạn à. Nếu các bạn dựa vào cái khuyến cáo phân chia theo suy tim thì chúng ta có thể dựa vào cái mức này, 125 hoặc là 35. Còn để chẩn đoán trên lâm sàng mà chính xác, phù hợp thì chúng ta phải chọn cái ngưỡng cao hơn. Thì đó là những cái bằng chứng khách quan. Và một cái bằng chứng khách quan quan trọng nhất đối với một bệnh nhân suy tim đó là chúng ta phải dựa vào siêu âm tim. Tại vì như nãy ngay từ đầu tôi nói các bạn đó, khi các bạn chẩn đoán suy tim thì các bạn phải chú ý là suy tim này có phân xuất tống máu giảm hay không giảm. Mình điều trị suy tim giảm, phân xuất tống máu giảm thì nó mới có tiên lượng, cải thiện được tiên lượng. Còn mình điều trị suy tim phân xuất tống máu bảo tồn thì chủ yếu những cái thuốc chúng ta cho chủ yếu là nó cải thiện được triệu chứng chứ nó không có cải thiện tiên lượng. Như vậy trong siêu âm tim nó có thể cho chúng ta được chỉ số phân xuất tống máu ha.
đây chúng ta dựa vào đây chúng ta thấy con số là EF rồi. À, người ta trả lời cho chúng ta là bao nhiêu phần trăm, ở đây người ta nói là 54,3%, đúng không? À, chúng ta bên đây là chúng ta thấy là người ta cho phương pháp là EF là 28,7%, như vậy đây là giảm, bên đây thì là bảo tồn. Nhưng mà chúng ta lưu ý nè, hồi nãy tôi có nói các bạn á, suy tim trên lâm sàng hiện nay phần lớn nguyên nhân là do bệnh mạch vành, đúng không? Do bệnh mạch vành. Cho nên nếu mà bệnh nhân suy tim do bệnh mạch vành thì bắt buộc chúng ta phải làm siêu âm tim đánh giá phân suất tống máu bằng phương pháp Simpson, bằng phương pháp Simpson. Do đó ở đây các bạn thấy là người ta ghi chữ Simpson và người ta đo nè, người ta đo cái diện tích của buồng tim để người ta đánh giá. Tại vì nếu mà bệnh nhân có bệnh mạch vành á, thì nó sẽ là ảnh hưởng khu trú từng vùng. À, nếu khu trú từng vùng mà chúng ta cắt ngay cái vùng nó giảm động, thì chúng ta đánh giá chức năng tim thì nó lại không chính xác. Do đó người ta bắt buộc phải chúng ta phải đánh giá toàn bộ các vùng của tim. Còn đây là phương pháp là T-NOS nè, phương pháp test NOS nè. Thì cái phương pháp này nó chỉ cắt ngang một cái vùng nào đó thôi. À, đó là dùng vách liên thất và thành sao của thất trái để người ta đánh giá cái khả năng co bóp của tim. Như vậy cái phương pháp này trên lâm sàng những bệnh nhân mà có bệnh mạch vành thì nó sẽ không chính xác. Đó là cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Đó khi mà chúng ta chẩn đoán một bệnh nhân suy tim mà chúng ta nghĩ là do bệnh mạch vành thì chúng ta nên yêu cầu cái người làm siêu âm tim đánh giá bằng phương pháp Simpson, thì nó mới chính xác được. Và qua đây á, siêu âm tim người ta có thể đoán được cái nguyên nhân luôn. Ví dụ như các bạn biết là đối với bệnh mạch vành thì nó có tình trạng giảm động, trên siêu âm tim người ta có thể nói cho mình, hoặc là người ta siêu âm tim người ta có thể phát hiện cho mình là van hai lá có hẹp hay không, hay là có hở không. Nếu mà hở mà người ta ghi là hở đứt dây chằng van hai lá, hoặc là van hai lá vôi hóa vân vân, thì mình coi chừng đó là nguyên nhân, nó là nguyên nhân gây ra suy tim. Hoặc là trường hợp nữa là người thấy là van động mạch chủ, hoặc là van động mạch phổi vân vân, rất là nhiều. Như vậy cái vai trò của siêu âm tim thực sự là rất là quan trọng đối với bệnh nhân suy tim, vì nó có thể đánh giá được, kết luận được chúng ta đó là suy tim phân suất tống máu như thế nào, và cái thứ hai là có thể giúp chúng ta chẩn đoán được nguyên nhân của suy tim. Bây giờ đó là ba cái phần rất là quan trọng ha, triệu chứng nè, dấu hiệu và bằng chứng khách quan. Triệu chứng thì chúng ta có hai triệu chứng, đó là khó thở và phù. Dấu hiệu thì chúng ta sẽ có dấu hiệu tĩnh mạch cổ nổi, gan to và ran ran ở phổi, đó là ran ẩm ha. Bằng chứng khách quan thì mình có nghe tim, mình dùng X quang tim phổi là bóng tim to, xét nghiệm máu là NT-proBNP, và cuối cùng đó là siêu âm tim. Như vậy chúng ta nhớ là chúng ta có hai triệu chứng, ba dấu hiệu và bốn bằng chứng khách quan, rất là quan trọng. Giờ bắt đầu khi chúng ta có triệu chứng, có dấu hiệu rồi và bằng chứng khách quan thì bắt đầu chúng ta dựa vào đó để chúng ta chẩn đoán. Thì hiện nay nó có hai tiêu chuẩn, đó là tiêu chuẩn Framingham, là tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, và một cái tiêu chuẩn thứ hai người ta gọi là tiêu chuẩn châu Âu. Thì các bạn lưu ý trong cái tiêu chuẩn này nó có những cái triệu chứng và dấu hiệu nó khác với những gì mà nãy tới giờ tôi nói. Tại sao nó khác? Tại thực ra là nãy giờ tôi trình bày các bạn là những dấu hiệu, triệu chứng và bằng chứng khách quan quan trọng để giúp chúng ta chẩn đoán và thường chúng ta hay gặp trên lâm sàng. Còn ở đây là nó tổng hợp hết tất cả những dấu hiệu và triệu chứng mà bệnh nhân suy tim có thể gặp. Thì đây mình có là triệu chứng chính hoặc là triệu chứng phụ. Như vậy ví giả sử bây giờ mình khám một bệnh nhân mà thấy có tĩnh mạch cổ nổi thì mình kết luận đây là triệu chứng tiêu chuẩn chính. Bệnh nhân có ran ở phổi là tiêu chuẩn chính. Bệnh nhân ví dụ bệnh nhân có phù chân đó là tiêu chuẩn phụ. Gan to đó là tiêu chuẩn phụ. Như vậy chúng ta phân ra có cái nào chính, cái nào phụ, và để chúng ta chẩn đoán thì chúng ta dựa vào hai tiêu chuẩn chính hoặc là một tiêu chuẩn chính kèm hai tiêu chuẩn phụ thì chúng ta chẩn đoán xác định là bệnh nhân suy tim. Tuy nhiên chẩn đoán này là mình đang chẩn đoán lâm sàng hả các bạn, đang chẩn đoán lâm sàng. Thì đối với tiêu chuẩn Framingham á thì đây là một tiêu chuẩn rất dễ để áp dụng trên lâm sàng, tại vì nó có ghi rất là rõ là tiêu chuẩn chính là gì, tiêu chuẩn phụ là gì.
do đó để thuận lợi cho chúng ta, do đó chúng ta phải dựa vào cái này để chúng ta chẩn đoán. Thì chúng ta bước qua cái tiêu chuẩn thứ hai, đó là tiêu chuẩn châu Âu ha. Tiêu chuẩn châu Âu thì nó chẩn đoán dựa như thế nào? Thì nó dựa vào là triệu chứng của suy tim, bằng dấu hiệu của suy tim và bằng chứng khách quan của suy tim, giống ba cái phần mà nãy giờ tôi trình bày cho các bạn. Tuy nhiên trong cái tiêu chuẩn châu Âu họ không đưa ra là mình dựa vào bao nhiêu triệu chứng, bao nhiêu dấu hiệu hay là bao nhiêu bằng chứng khách quan thì chúng ta mới chẩn đoán suy tim, mà họ chỉ nói rằng là chúng ta nếu có nhiều triệu chứng, có nhiều dấu hiệu và có nhiều bằng chứng khách quan thì chúng ta nghĩ nhiều đến suy tim. À, như vậy thực tế để mình kết luận là bệnh nhân có suy tim hay không thì nó cũng mang tính chất chủ quan, đúng không? Mang tính chất chủ quan. Do đó trên lâm sàng đó, khi mà các bạn chẩn đoán sơ bộ thì các bạn nên dùng tiêu chuẩn Framingham để các bạn chẩn đoán. Còn khi mà mình đã có cận lâm sàng rồi, mình biện luận cận lâm sàng vân, thì lúc đó mình không cần dùng tiêu chuẩn gì cả. Lúc đó mình sẽ kết luận chẩn đoán. À. Còn tiêu chuẩn châu Âu thì nói chung là để chúng ta biết thôi, chứ trong thực hành lâm sàng thì nó không có giúp ích gì cho mình nhiều lắm để mình chẩn đoán. Tuy nhiên các bạn dùng nó để các bạn chẩn đoán vẫn được, nhưng mà nó mang tính chất chủ quan nhiều hơn là tính chất khách quan. Nhưng mà có một cái điểm mà gọi là nhược điểm của thang điểm Framingham á, các bạn lưu ý. Vì thang điểm này đó là cái độ nhạy á, nó rất là cao, độ đặc hiệu nó rất là thấp. Do vậy là đôi khi chúng ta dựa vào nó chúng ta chẩn đoán nhưng cận lâm sàng nó không phù hợp thì chúng ta phải loại trừ ngay. Ví dụ bệnh nhân có rất nhiều bệnh nhân, tôi nói ví dụ nè, bệnh nhân có phù, bệnh nhân có gan to, đúng không? Bệnh nhân có tràn dịch màng phổi, đôi khi chúng ta gặp là sơ gan do rượu vân vân. Và như vậy là chúng ta chẩn đoán suy tim thì coi chừng là chúng ta chẩn đoán sai. Đó, chúng ta lưu ý ha. Tĩnh mạch cổ nổi rồi vân trong sơ gan nó cũng có, đúng không? Đó. Mà cận lâm sàng cuối cùng không có cái gì hết thì đôi khi nó sẽ là chúng ta chẩn đoán sai. Do đó mình lưu ý thang tiêu chuẩn Framingham thì độ nhạy rất là cao nhưng mà độ đặc hiệu rất là thấp. Khi mà các bạn chẩn đoán suy tim rồi đó, dựa vào các tiêu chuẩn đó, có thể chờ Framingham hoặc tiêu chuẩn châu Âu đó, đó là chẩn đoán lâm sàng ha. Và khi chẩn đoán đó, các bạn phải phân loại suy tim. Đây, các bạn phân loại suy tim thì các bạn dựa vào siêu âm tim. Khi mà có kết quả siêu âm tim rồi, chúng ta sẽ dựa vào đó chúng ta phân loại. Thì các bạn lưu ý đối với nãy tôi nói đó, nó có ba nhóm. Nếu mà phân loại kỹ nó có ba nhóm. Một cái nhóm là phân suy tim, phân sức tống máu giảm, là bệnh nhân có triệu chứng và dấu hiệu suy tim, gửi đến suy tim mà siêu âm tim EF nhỏ hơn 40% thì lúc đó chúng ta sẽ chẩn đoán ngay đó là suy tim phân sức tống máu giảm. Trường hợp thứ hai, chúng ta thấy phân sức tống máu là 40 đến 49% hoặc là trên 50%, hai cái này giống nhau các bạn. Tại vì những cái triệu chứng kèm theo nó y chang nhau, tiêu chuẩn nó y chang nhau, nó chỉ khác nhau là phân sức tống máu thôi, từ 40 đến 49 thì người ta gọi là suy tim ở giai đoạn trung gian, còn trên 50 thì là người ta gọi là suy tim bảo tồn. Như vậy là bệnh nhân này cũng có triệu chứng và dấu hiệu, hai bên đều có hết, chỉ khác nhau về phân sức tống máu. Và bắt buộc khi mà những cái bệnh nhân các bạn chẩn đoán trên lâm sàng á, các bạn chẩn đoán nghĩ là suy tim mà EF nó lớn hơn 40% thì các bạn cần phải có những triệu chứng, những cái dấu hiệu khác thì các bạn mới được kết luận là suy tim. Các bạn nhớ nha. Giờ tôi nói lại nha. Nếu bệnh nhân có triệu chứng và dấu hiệu suy tim, các bạn lưu ý là triệu chứng và dấu hiệu ba bên ba cái cột này đều có triệu chứng và dấu hiệu ha. Tức là chúng ta dựa vào tiêu chuẩn Framingham, tiêu chuẩn châu Âu gì đó. Đều có triệu chứng này và dấu hiệu. Nếu mình siêu âm tim EF mọi dưới 40 thì mình sẽ kết luận ngay đây là suy tim phân sức tống máu giảm. Nếu mà EF trên 40 có nghĩa là nhóm thứ hai hoặc nhóm thứ ba thì chúng ta cần phải có những cái tiêu chuẩn khác. Ví dụ như beta-thymic acid phải tăng
Hoặc là chúng ta phải có một trong những tiêu chuẩn sau là thay đổi về cấu trúc của tim, ví dụ như phì đại thất trái hoặc là lớn nhĩ trái, hoặc là bệnh nhân có rối loạn chức năng tâm trương, tương tự bên đây nó cũng vậy. Đó. Như vậy là gì? Như vậy nếu mà một bệnh nhân có triệu chứng và dấu hiệu của suy tim mà siêu âm tim các bạn cho thấy EF nó trên 40% thì các bạn cần phải có bằng chứng là beta tít thải natri niệu tăng. Thì beta tít thải natri niệu nãy mình lấy cái ngưỡng là cái ngưỡng mới ha, đó là 125 và 35. Rồi, cộng thêm ít nhất một trong những dấu hiệu là thay đổi về cấu trúc hoặc là rối loạn chức năng. À, như vậy nói tóm lại là nó gồm có 4 tiêu chuẩn ha, gồm có triệu chứng phân suất tống máu phải lớn hơn 40, beta tít thải natri niệu phải tăng và có một trong những cái triệu chứng kèm tiêu chuẩn kèm theo khác đó là thay đổi về cấu trúc hoặc là rối loạn chức năng tâm trương. À, đó là cái điểm mà mình lưu ý ha. Còn suy tim phân suất tống máu giảm thì rất là dễ chẩn đoán. Rồi, phân độ suy tim. Mình phân độ suy tim để đánh giá có nặng hay nhẹ ha. Thì người ta dựa vào mức độ khó thở liên quan tới gắng sức của bệnh nhân suy tim. Thì cái này chắc các bạn cũng biết rồi, này nó cũng dễ. Mình có độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Thực ra trên lâm sàng cũng rất là dễ, tại vì gần như 90% là bệnh nhân đến với chúng ta là suy tim độ 3. Do đó nhiều khi các bạn cứ chẩn đoán suy tim không mà các bạn cứ kết luận là bệnh nhân suy tim độ 3 là gần như khả năng trúng nhiều hơn là mình sai. Còn suy tim độ 4 thì chúng ta ít gặp hơn. Không bao giờ xuất hiện là suy tim độ 1. Tại vì suy tim độ 1 là không có triệu chứng gì cả mà thì bệnh nhân đâu có đến với chúng ta. Do đó chỉ có chuyện là 2, 3 và 4 mà tập trung vẫn là suy tim độ 3. Và giai đoạn suy tim, đây là cái điểm mà mình cũng cần phải lưu ý. Để cái phân giai đoạn này cũng mới khoảng vài năm gần đây thôi. Khi mà một bệnh nhân suy tim á, thì chúng ta lưu ý á, độ suy tim thì nó có thể nặng nhẹ và thay đổi theo thời gian. Nhưng mà giai đoạn suy tim thì nó sẽ là càng ngày càng nặng dần chứ không thể từ độ giai đoạn 2, cái giai đoạn B mà nhảy xuống giai đoạn A được. Hoặc là bệnh nhân đã giai đoạn D rồi mà nhảy xuống giai đoạn C được. Cho mình lưu ý. Thì giai đoạn này nó dựa vào gì? Thì các bạn chú ý nè, giai đoạn A đó và giai đoạn B đó là bệnh nhân chưa có triệu chứng suy tim. Như vậy thường giai đoạn A và giai đoạn B bệnh nhân đâu có đến với chúng ta đúng không? Thật ra bệnh nhân có đến đó, nhưng mà chúng ta không có chẩn đoán. Còn giai đoạn C là bệnh nhân có triệu chứng. Giai đoạn D là bệnh nhân đã nặng rồi. Điều trị nội gần như là kháng trị. Bắt buộc chúng ta phải sử dụng các dụng cụ đặc biệt hoặc là bệnh nhân đó vào phải truyền dobutamine liên tục vân vân. Hoặc là chúng ta bệnh nhân đó phải tới giai đoạn là ghép tim. Thì giai đoạn D. Như vậy là đa số bệnh nhân suy tim mà chúng ta chẩn đoán trên lâm sàng là giai đoạn C. Nhưng mà giai đoạn A, giai đoạn B có không? Có rất nhiều nhưng mà chúng ta không chẩn đoán suy tim. Chúng ta thường bỏ qua. Đây tôi ví dụ, người ta gọi là giai đoạn A là gì? Giai đoạn A là nguy cơ suy tim. Không có bệnh tim thực thể, không có triệu chứng cơ năng của suy tim. Ví dụ một cái người tăng huyết áp á các bạn, tăng huyết áp hay là một cái người bị xơ vữa động mạch hay là bị đái tháo đường thì người ta coi đó là bệnh nhân suy tim giai đoạn A. Nhớ chỗ này nha. Tức nghĩa là yếu tố nguy cơ một người tăng huyết áp, người đái tháo đường là sẽ sau này sẽ suy tim. Do đó người ta cho nó là suy tim giai đoạn A. Lúc này bệnh nhân đâu có triệu chứng của suy tim. Đâu có khó thở, phù chân, tĩnh mạch, cổ nổi gì đâu. Không có. Nhưng mà người ta vẫn gọi là suy tim giai đoạn A. Hoặc là bây giờ một cái bệnh nhân bị tăng huyết áp mà có phì đại thất trái thì coi như chúng ta gọi là suy tim giai đoạn B. Hoặc là bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim nhưng mà vẫn chưa có triệu chứng của suy tim thì đó là suy tim giai đoạn B. Hoặc là bệnh nhân có bệnh lý van tim, ví dụ bệnh nhân có hở van hai lá, hở 2/4, 3/4 mà không có triệu chứng của suy tim thì đó là suy tim giai đoạn B. Ở đây mình lưu ý. Như vậy cái nhóm suy tim giai đoạn A và giai đoạn B nó rất rất nhiều trên lâm sàng. Nhưng mà bệnh nhân không có triệu chứng, do đó
Trong thực tế lâm sàng thường là chúng ta không chẩn đoán, chúng ta chỉ chẩn đoán dựa vào bệnh nhân có triệu chứng thôi, do đó đa số bệnh nhân thuộc là giai đoạn C. Tuy nhiên đây là cái bảng phân loại này, chúng ta lưu ý là tại sao người ta phân loại, tại vì chiến lược điều trị suy tim hiện nay đó là người ta tầm điều trị giai đoạn mà bệnh nhân chưa thực sự bị suy tim, để chúng ta ngăn ngừa cái tình trạng suy tim, chứ chúng ta không đợi bệnh nhân bị suy tim rồi chúng ta mới điều trị. Thì cái phần mà điều trị tôi sẽ nói cho các bạn là giai đoạn A, B, C ý nghĩa như thế nào. Thì cái bảng này cũng rất là quan trọng, thường tôi hay cho thi trắc nghiệm rất là nhiều trong cái bảng này, do đó các bạn lưu ý. Đó là cái phần mà chẩn đoán suy tim. Thì nãy giờ tôi trình bày, các bạn thấy là có phần nào mà không hiểu không? Hoặc không chưa rõ? Cái này là có cần phải nói chậm lại hay không? Rồi chúng ta sẽ đi qua cái phần thứ hai là cái phần điều trị. Em nói nha. Đúng rồi. Nãy tôi có nói sơ sơ thôi, nhưng mà tôi có nói các bạn đó là trên lâm sàng khi nào có trường hợp cụ thể tôi sẽ nói kỹ hơn. Tại vì khi mà mình khám một bệnh nhân suy tim ha, thì mình nghe tim ở mõm tim, mình nghe được âm thổi tâm thu, thì điều đó có nghĩa là bệnh nhân này là hở hai lá, đúng không? Nhưng mà bệnh nhân hở hai lá đến với mình và lúc đó mình khám là bệnh nhân suy tim rồi. Bây giờ mình đâu có biết là suy tim này á là nó do hở hai lá hay là hở hai lá này là hậu quả của suy tim, hiểu không? Nếu mà bệnh nhân suy tim mà do hở hai lá thì lúc đó mình gọi là hở hai lá này là hở hai lá thực thể, tức nghĩa là bệnh nhân này đã bị hở hai lá rồi mới gây ra suy tim. Còn nếu mà suy tim nó gây ra hở hai lá thì lúc đó mình gọi là hở hai lá cơ năng, hay nói khác đi đó là hở hai lá là hậu quả của suy tim. Còn cái trường hợp kia đó thì mình gọi là hở hai lá là nguyên nhân gây ra suy tim, hiểu chưa? Còn để làm như thế nào để các bạn có thể phân biệt được đây là hở hai lá cơ năng hay là đây là hở hai lá thực thể, hay nói khác đi là làm sao mình phân biệt được đây là hở hai lá do suy tim hay là hở hai lá gây ra suy tim, hiểu chưa? Còn khác nhau chỗ nào thì tôi nói rồi, để chừng nữa lâm sàng tôi sẽ nói, chứ tôi không nói nó hết phần này. Nhưng mà trên lâm sàng các bạn cũng phải chú ý cái điểm đó để mà mình biết, mình phân biệt. Tại vì nếu mà hở hai lá này nó gây ra suy tim thì mình phải điều trị hở hai lá. Còn nếu mà suy tim nó gây ra hở hai lá thì mình chỉ tập trung điều trị suy tim thôi. Lúc đó mình lo điều mình tìm nguyên nhân khác gây ra suy tim để mình điều trị. Có thể các bạn trong giai đoạn này mình cũng có thể mình đi tìm tài liệu thêm coi làm sao mình phân biệt được đây là hở hai lá cơ năng hay là hở hai lá thực thể. Lâm sàng thì tôi sẽ có trường hợp cụ thể tôi sẽ nói cho các bạn. Rồi các bạn có ý kiến gì không? Nói về được không? Vừa không? Hay là nhanh quá? Chậm chút xíu ha.
Rồi chúng ta bắt đầu tiếp ha, không ai đặt câu hỏi nữa, chúng ta bắt đầu tiếp nha. Vẫn là ba lớp đều còn nghe hết phải không? Lớp A nghe không ạ? Hả? Sao? Hơi dập hả? À. Đúng rồi, tại vì ba cái nó như đó nó hơi bên đây tôi cũng nghe rè 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 đây. Lớp V, lớp T nghe không ạ? Dạ lớp B nghe thầy ơi. Lớp T cũng nghe nữa. Vậy chúng ta tiếp cái phần điều trị ha, cái phần thứ hai. Thì trong điều trị suy tim á, thì nó có 3 phương pháp. Một á, là điều trị không dùng thuốc. Thứ hai là điều trị bằng thuốc. Và thứ ba là điều trị bằng dụng cụ. Thì trong cái điều trị suy tim đối với các bạn á, thì tôi chỉ trình bày hai phần, phần thứ nhất và phần thứ hai. Bây giờ đầu tiên là chúng ta nói điều trị không dùng thuốc. Như như đầu tiên trong đầu giờ đó tôi có nói đó các bạn, là điều trị không dùng thuốc thực ra nó rất đơn giản, nhưng thực tế khi chúng ta áp dụng á, thì cũng rất là khó. Thứ nhất là chúng ta có thể là chúng ta không có hướng dẫn bệnh nhân một cách chi tiết, hoặc là bệnh nhân không có thể tuân thủ trong quá trình điều trị. Về đầu tiên đó là hạn chế muối, thì người ta nói là trong suy tim á, chúng ta nên hạn chế muối từ 2 đến 3 gram một ngày, đặc biệt trên những bệnh nhân suy tim nặng. Còn nếu mà suy tim nhẹ và trung bình thì cái việc hạn chế muối nó không nhất thiết. Tại vì người ta thấy là mình có hạn chế đi chăng nữa thì cái lợi nó cũng không có nhiều. Và khi mà bệnh nhân hạn chế nhiều quá đó, đôi khi nó dẫn đến một tình trạng đó là hạ natri máu rất là nặng. Và bệnh nhân dẫn đến tình trạng là hôn mê. Bệnh nhân suy tim chúng ta hạn chế muối thì nó sẽ thiếu nước muối, rồi bệnh nhân suy tim nó thừa dịch, do đó cả hai yếu tố này nó dẫn đến một tình trạng là nó làm cho natri máu hạ rất là thấp, và thường bệnh nhân sẽ đến với chúng ta là tình trạng là hôn mê hoặc là rối loạn ý thức. Do đó đối với bệnh nhân suy tim mà người ta đến với các bạn á, mà các bạn thấy có tình trạng rối loạn về tri giác á, thì các bạn lưu ý ngay đến tình trạng là natri như thế nào để chúng ta có một cái bước điều trị nó phù hợp. Mà mình nói á, hạn chế muối 2 đến 3 gram một ngày là sao? Ở đây ghi rất là đơn giản ha, nhưng trong vấn đề thực hành lâm sàng là mình cần lưu ý mình áp dụng rất là khó. Tại vì hạn chế muối mà 2 đến 3 gram một ngày thì điều đó có nghĩa là người bệnh nhân họ ăn chế độ ăn là không được nêm nếm muối. Tại vì bản thân trong thực phẩm nó đã có hàm lượng muối từ 2 đến 3 gram để đáp ứng đủ cái nhu cầu mỗi ngày của bệnh nhân. Do đó bệnh nhân là phải ăn một chế độ ăn riêng. Thứ hai là hạn chế dịch là dưới 2 lít một ngày. Thì đây mình ghi là dưới 2 lít một ngày trong những trường hợp suy tim nặng, đặc biệt là những trường hợp hạ natri máu. Nhưng mà mình ghi 2 lít là bao nhiêu? 500 ml cũng gọi là dưới 2 lít. 1 lít cũng là dưới 2 lít. Như vậy mình hạn chế như thế nào? Thì đặc biệt mình lưu ý, đối với một bệnh nhân suy tim, mà đặc biệt suy tim nặng, người ta kêu hạn chế nước, thì chúng ta phải tính lượng nước xuất nhập mỗi ngày. Như vậy để chế độ mà hạn chế dịch hiệu quả nhất thì là bệnh nhân thải ra bao nhiêu, tức nghĩa là bệnh nhân tiểu ra bao nhiêu thì các bạn cho bệnh nhân uống với một cái lượng nước tương ứng như vậy, cộng thêm khoảng 300 đến 500 ml. Ví dụ như bệnh nhân tiểu mỗi ngày 1 lít thì chúng ta có thể cho uống 1 lít 3 hoặc là 1 lít 5. Mà cái lít 3, lít 5 này là mình phải lưu ý không phải là uống nước không. Mà người ta trong chế độ sinh hoạt người ta có thể ăn trái cây,
người ta có thể ăn canh vân vân thì mình cũng phải tính vô đây. Chứ nhiều khi chúng ta chỉ lưu ý tới cái nước mà uống vào thì coi chừng là bệnh nhân là thừa dịch. À, mà thừa dịch thì dẫn đến tình trạng là bệnh nhân sẽ quá tải tuần hoàn và bệnh nhân sẽ phải nhập viện. Cái thứ ba là hạn chế rượu. À, hạn chế rượu ở đây người ta yêu cầu á, là hạn chế rượu chứ không có là cấm uống rượu, do đó mình cũng phải lưu ý. Và thường người ta khuyên á, chúng ta nên uống rượu á, nếu bệnh nhân suy tim á, thì mình có thể uống rượu mà uống rượu vang. Thì thường rượu vang là cái rượu mà nó khoảng dưới 4 dưới 4% á, thì chúng ta uống. Thì đây là cái lượng mà người ta cho yêu cầu, đây người ta ghi á, 1 đến 2 ly mỗi ngày. À, 1 đến 2 ly mỗi ngày chứ không phải là chúng ta dồn là chúng ta uống một tuần ha. Ví dụ một tuần chúng ta nói thôi cuối tuần để tôi uống 14 ly là không được, mà là chúng ta phải uống mỗi ngày. Như vậy đây là cái những cái lượng rượu mà chúng ta được phép uống cho bệnh nhân suy tim. Ví dụ nếu chúng ta uống rượu vang thì chúng ta có thể uống được 250 ml bia nè ha, 4%. Ví dụ như chúng ta uống được lon. Hoặc là nếu mà uống rượu 40 độ whisky á, thì chúng ta chỉ uống được 25 ml. Tuy nhiên á, thì thực tế á, nếu mà bệnh nhân suy tim mà mình uống rượu nhiều quá thì cũng không có hay. Tại vì nó sẽ làm tăng nhịp tim thì không có lợi cho bệnh nhân suy tim. Do đó tốt nhất là mình hạn chế, mà mình bỏ được thì bỏ luôn. Ha. Thì như vậy là nãy giờ mình có ba cái. Một là hạn chế nước. Hai là hạn chế ăn mặn. Và ba là uống rượu. Và cuối cùng cái thứ tư đó là điều trị không dùng thuốc đó, đó là giảm cân. Bây giờ mình đặt ra câu hỏi, ủa tại sao bệnh nhân suy tim là phải giảm cân? Thì đây mình nhìn vào đây, cái điều trị suy tim theo giai đoạn nó cũng rất là dễ. Nó đã phân theo thuốc nào ở giai đoạn nào, thì cứ chúng ta cứ chẩn đoán một bệnh nhân suy tim ở giai đoạn A hay giai đoạn B hay giai đoạn C hay là giai đoạn D thì chúng ta sẽ áp dụng những cái thuốc này. Thì tôi nói ví dụ giờ một cái bệnh nhân suy tim giai đoạn B là bệnh nhân này chưa có triệu chứng suy tim đúng không, nhưng mà bệnh nhân có tổn thương tim rồi. Ví dụ như nãy em nói là gì, tiền sử nhồi máu cơ tim, bệnh nhân có bệnh lý van tim nhưng mà chưa có triệu chứng, bệnh nhân có tăng huyết áp, đã thay đổi tái cấu trúc thất đó, thì đó là suy tim giai đoạn B. Như vậy nếu mà suy tim giai đoạn B thì mình phải sử dụng thuốc, đó là ức chế men chuyển hoặc là chèn thụ thể. Rồi mình có thể xem xét sử dụng thêm chèn beta đó. Như vậy bây giờ giả sử như bây giờ một cái bệnh nhân mà tăng huyết áp, một bệnh nhân tăng huyết áp có phì đại thất trái, thì tăng huyết áp thì các bạn có thể sử dụng điều trị thuốc bằng là ức chế men chuyển nè, lợi tiểu nè, chèn canxi nè, hoặc là chèn beta đúng không. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn điều trị một cái bệnh nhân tăng huyết áp phì đại thất trái đó đó mà làm cho bệnh nhân này sau này không bị suy tim hoặc là tỷ lệ suy tim ít hơn, diễn tiến suy tim chậm hơn, thì bắt buộc các bạn phải sử dụng cái theo khuyến cáo này, đó là các bạn phải sử dụng ức chế men chuyển. Còn nếu các bạn chọn chèn canxi điều trị kiểm soát huyết áp thì nó vẫn tốt đó, kiểm soát được nó vẫn tốt nhưng mà nó không ngăn ngừa được tình trạng suy tim. Đó, đó là cái điểm mà quan trọng của giai đoạn A và giai đoạn B. Có nghĩa là chiến lược này là người ta muốn đưa ra những cái thuốc để chúng ta điều trị bệnh nhân, những bệnh nhân mà có nguy cơ suy tim sau này nhưng bệnh nhân thực sự chưa có triệu chứng. Đó là giai đoạn A và giai đoạn B, để chúng ta lựa chọn thuốc cho nó phù hợp. Còn khi bệnh nhân ở giai đoạn C là đã có suy tim rõ rồi. Trên lâm sàng như nãy tôi nói phần lớn bệnh nhân là giai đoạn C, thì lúc này chúng ta coi là chúng ta sử dụng những là thuốc như sau: ức chế men chuyển, chèn beta, hạn chế muối, sử dụng lợi tiểu, digoxin, tái đồng bộ tim,
À, tái tạo mạch máu, phẫu thuật, cái này là điều trị nguyên nhân nè. À, các bạn lưu ý đây, người ta chỉ nhấn mạnh hai cái là tái tạo mạch máu và phẫu thuật van tim, tại vì đây là hai nguyên nhân thường gặp ở người bệnh nhân suy tim. Tái tạo mạch máu là đối với bệnh nhân bệnh mạch vành đó, là chúng ta phải đặt stent đó hoặc là phẫu thuật mổ bắc cầu đó. Đó, còn đây là phẫu thuật van tim, là bệnh lý van tim này. Và cuối cùng là thuốc kháng androsterone hoặc là neuropeptide. Đó là những cái thuốc mà thuộc suy tim giai đoạn B. Như vậy nếu mà chúng ta điều trị suy tim mà chúng ta nói chúng ta sử dụng theo phác đồ giai đoạn, thì bất cứ bệnh nhân nào suy tim giai đoạn C là chúng ta phải dùng hết tất cả các thuốc này, sử dụng hết các thuốc này. Tới giai đoạn D là chúng ta phải dùng các thuốc tăng co bóp cơ tim, ví dụ như là dobutamine, hoặc là chúng ta phải ghép tim, hoặc là dụng cụ hỗ trợ thất. Đó là giai đoạn D. Đó. Như vậy các bạn thấy là mình điều trị theo giai đoạn á, mà đặc biệt là giai đoạn C là giai đoạn thường gặp á, thì cũng rất là đơn giản ha. Tất cả bệnh nhân cứ C là chúng ta phải cho hết tất cả các thuốc này. Thì chính vì mà nó đơn giản như vậy á, thì đôi khi nó lại không chính xác, nó không có cụ thể trên từng bệnh nhân. Do nếu mà mình cho đôi khi là cũng có lợi nhưng có khi là không có lợi, hoặc là nó không có mang lại cái lợi ích gì cho bệnh nhân. Mặc dù là chúng ta vẫn là điều trị các thuốc giai đoạn B đúng theo khuyến cáo, nhưng mà nó sẽ không mang lại lợi ích cho bệnh nhân. Chính vì vậy mà người ta mới đưa ra cái chiến lược điều trị theo khuyến cáo, đó là chúng ta phải có bằng chứng nghiên cứu rõ ràng, thì lúc đó chúng ta mới điều trị, thì bắt đầu chúng ta sẽ đi vào cái theo khuyến cáo. Thì đầu tiên cái thuốc mà trong khuyến cáo người ta hay nhắc tới đó là các thuốc ức chế hệ thống renin, angiotensin, androsterone. Thì trong đó cái nhóm thuốc đó là ức chế men chuyển, là cái nhóm thuốc rất là đại diện. Thì qua cái kết quả nghiên cứu này các bạn thấy là ức chế men chuyển so với các thuốc giả dược đó, thì người ta thấy là tỷ lệ tử vong nó giảm rất là nhiều, R là 0,8, có nghĩa là chúng ta sẽ giảm được tỷ lệ tử vong là 20%. Như vậy là nếu mà chúng ta điều trị 100 bệnh nhân suy tim, chúng ta dùng ức chế men chuyển thì chúng ta có thể cứu sống được 20 trường hợp. Đó là tỷ lệ giảm tử vong được 20%. Thì ức chế men chuyển theo khuyến cáo hiện nay đó thì nó xếp vào nhóm 1A nha các bạn. Nhóm 1A. Nhóm 1A là nhóm gì? Nhóm 1 thì nó có là nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. Trong nhóm 2 nó chia làm hai nhóm nhỏ là 2A và 2B. Rồi là chúng ta viết là 2A, số chữ A thường á và B thường. Còn mức chứng cứ thì nó có là A, B và C. A là gì? A là mức chứng cứ cao nhất, nó dựa vào các nghiên cứu lớn, ngẫu nhiên, đa trung tâm. Như vậy là cái bằng chứng để chứng minh là nó là cao nhất. Nhóm B á, là một nghiên cứu thôi, hoặc là những nghiên cứu đó là những nghiên cứu nhỏ, là mức chứng cứ B. Như vậy cái độ tin cậy nó thấp hơn. Và cuối cùng là nhóm C. Nhóm C là thường là không có nghiên cứu, hoặc là chỉ có một vài nghiên cứu nhỏ thôi, mà chủ yếu á, là dựa vào ý kiến của các chuyên gia. Mà nếu ý kiến của các chuyên gia thì đôi khi nó là trúng mà đôi khi nó là sai. Do đó cái mức khuyến cáo A là cao nhất, rồi sau đó mới đến B, và sau đó mới đến là C. Như vậy một cái loại thuốc mà theo khuyến cáo người ta ghi ra đó, thì nhóm 1 là gì? Nhóm 1 á là những cái thuốc mà người ta chứng minh là cái lợi nó tốt hơn rất nhiều so với cái hại. Nhóm 1. Nhóm 2, như nãy tôi nói là có 2A và 2B ha. 2A là cái lợi cũng tốt hơn nhưng mà không tốt mấy, không tốt nhiều lắm ha. Nhóm 2B cái lợi cũng tốt hơn cái hại, nhưng mà mức độ bắt đầu nó giảm dần đi, tức nghĩa là cái lợi nhiều hơn cái hại không không đáng kể. Còn nhóm 3 coi như là cái lợi là ít hơn cái hại, hay nói khác đi, nếu mà thuốc nhóm 3 đó là cái nhóm chống chỉ định là chúng ta không nên dùng.
Như vậy tóm lại cái nhóm 1 á, người ta dùng hai cái từ dùng á, là gì? Bắt buộc sử dụng. À, nhóm 2A thì là có cân nhắc sử dụng. À, nhóm 2A là có thể sử dụng, và nhóm 2B là cân nhắc sử dụng, và nhóm 3 là không nên dùng. À, thế là bạn lưu ý ha. À, như vậy đối với ức chế men chuyển đây thì người ta xếp vào nhóm 1A, như vậy đây là cái nhóm mà bắt buộc phải dùng và mức chứng cứ cao nhất, đúng không? Là 1A. Thì đây người ta nói cái gì? Ức chế men chuyển cộng với dạng beta sẽ là cải thiện được triệu chứng ở những bệnh nhân suy tim, phân suất tống máu giảm, và đặc biệt là giảm nguy cơ nhập viện và tử vong. À, bệnh nhân suy tim mà có triệu chứng á, nhớ là đây nè, suy tim phân suất tống máu giảm nha. À, giảm là EF nó phải nhỏ hơn 40%. À, nãy tôi nói rồi ngay từ đầu á, là trong cái bài điều trị này tôi tập trung nói về suy tim phân suất tống máu giảm. À, còn suy tim phân suất tống máu bảo tồn á, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Tại vì những cái bệnh nhân suy tim phân suất tống máu bảo tồn, chúng ta sử dụng thuốc nó chỉ cải thiện triệu chứng, trên thường nó không có cải thiện tiên lượng. Rồi cái nhóm thuốc thứ hai đó là dạng beta. Thì ở đây người ta có bốn cái nhóm thuốc dạng beta có thể sử dụng trên bệnh nhân suy tim. Chúng ta chỉ lựa chọn bốn nhóm thuốc này thôi nha các bạn. Các bạn đừng có dùng nhóm thuốc khác. À, thì nó có một là metoprolol. Mà metoprolol phải là nhóm loại tác dụng kéo dài, thì thường trên lâm sàng chúng ta có là beta-lactam. Thứ hai là bisoprolol. Cái nhóm thứ ba là carvedilol, và cái nhóm thứ tư là nebivolol. Như vậy các bạn chọn một trong bốn nhóm thuốc này thì là chấp nhận. Thì khi mà điều trị suy tim cho bệnh nhân bằng thuốc dạng beta đó, các bạn thấy đây nó giảm tỷ lệ tử vong rất là cao, là khoảng 35%. À, 35%. Như vậy là nãy ức chế men chuyển đó thì chúng ta sử dụng cho bệnh nhân suy tim, chúng ta cải thiện tiên lượng tử vong được 20%. Nhưng mà dạng beta lại cải thiện tử vong được 35%. Nó cao hơn so với ức chế men chuyển. À. Nhưng mà một cái điểm mà chúng ta cần lưu ý là dạng beta đó là một thuốc giảm co bóp cơ tim. Do đó bệnh nhân suy tim là chức năng tim nó đang giảm. À, nếu chúng ta dùng dạng beta mà chúng ta dùng ở giai đoạn suy tim đang tiến triển thì nó sẽ làm cho tình trạng suy tim nặng lên. Do đó dạng beta chỉ định trong điều trị suy tim mạn khi tình trạng suy tim tương đối ổn định. Nhớ điều này nha. Bệnh nhân mới vào thường chúng ta không sử dụng, mà chúng ta phải điều trị cho bệnh nhân bớt cải thiện triệu chứng đi, giảm triệu chứng khó thở, thì lúc đó chúng ta mới sử dụng dạng beta. Cái điểm thứ hai là chúng ta sử dụng dạng beta trong điều trị suy tim, chúng ta phải sử dụng liều khởi đầu rất thấp. Thì trong cái bài tôi có ghi từng liều, thì các bạn nhìn vào đó các bạn có thể thực hành lâm sàng cho nó đúng. À, ví dụ như là bisoprolol thì chúng ta chỉ khởi đầu liều 1,25 mg mỗi ngày chẳng hạn. À, đó là hai cái điểm mà tôi lưu ý các bạn ha. Tôi nhắc lại, trong suy tim chúng ta chỉ sử dụng dạng beta khi nào suy tim ổn định. Thứ hai, khi chúng ta khởi đầu liều điều trị chúng ta phải khởi đầu liều rất thấp. Và nếu chúng ta tăng liều thường người ta tăng mỗi tuần. À, và chúng ta sẽ đánh giá tình trạng bệnh nhân. Tại vì nếu chúng ta sử dụng dạng beta mà chúng ta không bảo đảm hai nguyên tắc đó thì nó sẽ làm cho tình trạng suy tim nặng lên. Và đôi khi chúng ta sẽ làm là một trong những yếu tố thúc đẩy cho suy tim bệnh nhân nhập viện. Đó, mình lưu ý điểm này. Mặc dù chúng ta thấy là tỷ lệ cải thiện tử vong rất là cao ha. À, khi chúng ta sử dụng dạng beta đó thì chúng ta cũng lưu ý bốn trong bốn nhóm thuốc này đó.
thì bisoprolol và nebivolol là nó chuyển hóa ở gan và ở thận 50-50. Còn carvedilol và metoprolol là chuyển hóa hoàn toàn ở gan. À, nó không có chuyển hóa thận. Do đó nếu mà bệnh nhân suy tim á, mình thấy có tình trạng suy thận thì mình lựa chọn những thuốc mà chuyển hóa ở gan. Còn nếu bệnh nhân có tổn thương gan thì chúng ta sẽ lựa chọn những thuốc chuyển hóa thận. À, đó mình lưu ý. Thì trong cái khuyến cáo của chạng beta nó cũng giống như khuyến cáo của ức chế men chuyển, nó được xếp vào nhóm 1A. À, và nó cũng cải thiện tử vong và nhập viện, suy tim nhập viện ở những bệnh nhân suy tim có phân sức tống máu giảm. Nhớ nha. À, bệnh nhân suy tim phân sức tống máu giảm. Cái nhóm thuốc thứ ba là kháng aldosterone. Thì trong các thuốc kháng aldosterone hiện nay thì ở Việt Nam mình hay dùng á là pirfenolactone. À, pirfenolactone. Còn cái thuốc này thì chúng ta không có dùng, thì chúng ta không cần nhớ. Đối với pirfenolactone, khi mà điều trị suy tim phân sức tống máu giảm á, thì nó sẽ cải thiện được tiên lượng tử vong khoảng 30%. À, 30%. Như vậy nãy giờ mình có ba cái nhóm thuốc mà cải thiện tử vong. Ức chế men chuyển nè, hoặc là chèn thụ thể ha. Thứ hai là chèn beta. Thứ ba là kháng aldosterone. Thì trong đó ức chế men chuyển là 20%, kháng aldosterone là 30% và chèn beta là thuốc cao nhất là 35%. Thì bây giờ mình nhìn lại cái khuyến cáo của kháng aldosterone, nó chỉ định trên bệnh nhân suy tim phân sức tống máu giảm như thế nào. Thì mình lưu ý đây. Những bệnh nhân suy tim có phân sức tống máu giảm á, mà mình đã dùng ức chế men chuyển hoặc chèn beta mà bệnh nhân vẫn còn triệu chứng thì lúc này chúng ta có thể kết hợp thêm thuốc kháng aldosterone. À, lúc nếu chúng ta sử dụng thêm thuốc kháng aldosterone thì nó sẽ giảm được nguy cơ nhập viện và tử vong. Và chúng ta lưu ý cũng là nhóm khuyến cáo nhóm 1A. À, như vậy ba thuốc mà cải thiện tiên lượng tử vong đều thuộc nhóm 1A, là nhóm bắt buộc chúng ta phải dùng. Tuy nhiên không phải là lúc nào chúng ta dùng, mà chúng ta chú ý là đối với kháng aldosterone thường người ta dùng khi mà chúng ta dùng ức chế men chuyển và chèn beta mà bệnh nhân vẫn còn triệu chứng ha, chứ không phải là cứ vô chúng ta dùng là vô chúng ta dùng. Như vậy là hai thuốc mà chúng ta có thể dùng sớm cho bệnh nhân đó là ức chế men chuyển và chèn beta, và còn thuốc còn lại là kháng aldosterone chúng ta nên cân nhắc. À, tuy nhiên thì cái phần sau đó, tôi sẽ nói các bạn cái cách hướng dẫn của từng hiệp hội để các bạn có thể tiếp cận điều trị suy tim cho nó phù hợp. Đây là cái tỷ lệ tử vong thôi. Rồi. Cái thuốc mà thứ tiếp theo thứ tư đó, tôi nói đó, là digoxin. Thường các bạn lưu ý khi mà suy tim á, thì thường người ta hay nghĩ tới digoxin, tại vì digoxin là một thuốc tăng co bóp cơ tim, nó ức chế kênh natri kali để đưa natri đi ra ngoài tế bào và lúc đó canxi trong tế bào và làm tăng co cơ. Như vậy đây là một thuốc tăng co bóp cơ tim. Điểm thứ hai là digoxin là một thuốc mà ức chế nút nhị thất, do đó nó sẽ làm cho nhịp tim này chậm lại. À, nhịp tim chậm lại. Nếu mà một bệnh nhân suy tim giảm co bóp cơ tim mà chúng ta dùng tăng co bóp cơ tim thì rất là tốt. Thứ hai là bệnh nhân suy tim mà nhịp tim càng nhanh thì thường tiên lượng nó càng xấu. Do đó khi mình dùng dioxin thì nó sẽ làm cho nhịp chậm lại, như vậy nó cũng cải thiện được tiên lượng tử vong, đúng không? Nhưng một cái điểm mà chúng ta cần lưu ý là khi bệnh nhân suy tim chúng ta dùng digoxin á, thì cái liều mà tác dụng và cái liều ngộ độc nó rất là gần nhau, ranh giới rất là gần nhau. Do đó khi mà chúng ta dùng digoxin cho bệnh nhân suy tim á, mà nếu chúng ta không theo dõi chặt chẽ thì bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng ngộ độc. Mà nếu rơi vào tình trạng ngộ độc á, thì bệnh nhân sẽ có tiên lượng xấu hơn, tức nghĩa là suy tim nó sẽ tăng tỷ lệ tử vong. Chính vì vậy mà trong các nghiên cứu
thì người ta thấy là nếu mà chúng một cái cơ sở điều trị mà chúng ta theo dõi sát dioxin, nồng độ dioxin, thì chúng ta sẽ cải thiện được tiên lượng. Mà nếu chúng ta không theo dõi sát dioxin, nồng độ dioxin, thì tỷ lệ tử vong nó sẽ gia tăng. Chính vì vậy mà cái khuyến cáo hiện nay về digoxin trong điều trị suy tim, mặc dù nó là một thuốc rất là tốt, nhưng cái mức khuyến cáo nó rất là thấp, tại vì nó có thể làm tăng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân suy tim. Do chúng ta cần phải cân nhắc sử dụng. Như vậy nói tóm lại là nó khuyến cáo ở mức 2B, cân nhắc sử dụng. Và cuối cùng tôi sẽ trình bày cho các bạn cái phác đồ điều trị suy tim của hai hiệp hội lớn trên thế giới. Đó là hiệp hội của châu Âu và hiệp hội Hoa Kỳ. Thì sau khi tôi trình bày, các bạn sẽ coi cái điểm khác nhau chỗ nào ha. Rồi. Như vậy bây giờ nãy chúng ta đã nói được bốn thuốc đúng không? Ức chế men chuyển nè, kháng anandrogen, chẹn beta và digoxin. Còn những thuốc khác nãy giờ tôi không nói, thì thuốc đó là thuốc gì? Trong điều trị suy tim, một cái thuốc mà thường chúng ta hay sử dụng, nhưng vì cái thuốc này nó không làm cải thiện tử vong, do đó tôi không có trình bày. Đó là gì? Là lợi tiểu. Đây các bạn, tôi nói trước là phác đồ của châu Âu ha, bên đây trước, bên tay trái chúng ta đó. Tất cả lợi tiểu này, tất cả bệnh nhân suy tim thì chúng ta đều sử dụng lợi tiểu để giảm triệu chứng và dấu hiệu xung huyết phổi. Như vậy trên lâm sàng á, khi chúng ta khám một bệnh nhân mà chúng ta thấy có dấu hiệu là phổi có ran nè, tĩnh mạch cổ nổi, gan to, phù nè, thì bắt buộc chúng ta phải cho lợi tiểu. Chúng ta có thể cho bất cứ lúc nào khi bệnh nhân có triệu chứng. Nếu bệnh nhân hết triệu chứng thì sao? Thì chúng ta có thể ngưng. Như vậy đây là một thuốc cải thiện triệu chứng thôi. Lợi tiểu dùng tất cả các giai đoạn. Rồi bên đây là là các chỉ định dụng cụ, thì các bạn không cần học ha, tại nãy tôi nói rồi cái phần dụng cụ các bạn không có học. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phác đồ họ. Suy tim, phân suất tống máu giảm, có triệu chứng, thì đầu tiên họ khởi là liễm là gì? Điều trị ức chế men chuyển và chẹn beta, đúng không? Điều trị ức chế men chuyển và chẹn beta. Nếu bệnh nhân vẫn còn triệu chứng và ơ ép nhỏ hơn 35% thì lúc đó chúng ta lại sử dụng thêm thuốc kháng androsteron. Kháng androsteron. Giờ. Như vậy khởi đầu là dùng hai thứ thuốc ức chế men chuyển và chẹn beta, nhưng thực tế chỉ là một thôi. Tại sao? Tại vì chẹn beta nãy rồi nó khi nào bệnh nhân tạm ổn chúng ta mới dùng. Như vậy là thường bệnh nhân mới vô 1 2 ngày đầu là chúng ta chỉ sử dụng là ức chế men chuyển, chẹn beta là chúng ta chậm chậm sử dụng sau. Khi chúng ta dùng hai thuốc này xong mà bệnh nhân vẫn còn triệu chứng mà ơ ép chúng ta nhỏ thấy nhỏ hơn bằng 35 thì chúng ta cho thêm thuốc kháng androsteron. Và nếu mà bệnh nhân vẫn còn triệu chứng thì chúng ta lưu ý chúng ta có thể thay thế ức chế men chuyển bằng một cái nhóm thuốc mới. Đó là cái nhóm thuốc ức chế thụ thể angiotensin và ức chế nerilysin, nó viết tắt là NARNI. Đây thì ở đây hiện giờ trên lâm sàng, các bạn đi lâm sàng các bạn sẽ thấy bác sĩ có thể họ cho đó là cái viên thuốc đó là Uperion, là chúng ta có thể thay thế. Trường hợp thứ hai là nếu mà nhịp tim mà trên 70 lần trong 1 phút mà nhịp son thì chúng ta có thể cho thêm một cái nhóm thuốc là Ivaradin. Còn ở đây thì liên quan tới dụng cụ thì các bạn không cần nhớ. Như vậy các bạn chỉ cần nhớ cái đoạn này giúp tôi. Đối với khuyến cáo của châu Âu, một, ức chế men chuyển, nhắc lại ha, ức chế men chuyển sử dụng tất cả trong các trường hợp nếu bệnh nhân có triệu chứng
hoặc dấu hiệu xung huyết, đặc biệt là xung huyết phổi. Khi khởi đầu liều thuốc điều trị là mình cho hai thứ thuốc cho bệnh nhân suy tim phân suất tố máu giảm, đó là ức chế men chuyển và chặn beta. Nếu chúng ta đã dùng hai thứ thuốc này mà triệu chứng vẫn còn và ef nhỏ hơn 35% thì chúng ta nên sử dụng thêm thuốc kháng aldosterone. Khi mà sử dụng kháng aldosterone là ba thứ thuốc rồi nè mà triệu chứng vẫn còn thì chúng ta cân nhắc coi bệnh nhân rơi vào trường hợp nào. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nhịp tim vẫn còn nhanh thì lúc đó mình cho thêm ivaradin. Trường hợp thứ hai là chúng ta có thể thay thế ức chế men chuyển hoặc chặn thụ thể trên này, lúc mà chúng ta dùng trên này nè, thì bằng một cái loại thuốc, đó là thuốc nhóm thuốc mới là ức chế thụ thể cộng với ức chế neridixin, ức chế thụ thể và ức chế neridixin. Thì các bạn lưu ý ở đây là người ta vẽ cái màu xanh. Màu xanh là gì? Là nhóm 1, là nhóm bắt buộc phải dùng. Còn màu vàng đây, nhóm đây người ta gọi nhóm 2A là chúng ta có thể sử dụng. Như vậy cái bên đây á, cái ức chế thụ thể với neridixin là cũng là nhóm 1. Nó có thể thay thế ức chế men chuyển ha. Rồi. Chúng ta sẽ qua một cái phác đồ bên đây phải là của Mỹ. Phác đồ bên phải này của Hoa Kỳ thì mình sẽ thấy coi nó có khác với gì của châu Âu. Đầu tiên là lợi tiểu vẫn là cải thiện triệu chứng xung huyết. Ở đây nó chỉ ghi là cải thiện triệu chứng xung huyết, các bạn lưu ý. Bên đây thì nó ghi là triệu chứng xung huyết phổi là chính. Ở đây thì xung huyết. Có nghĩa là bệnh nhân có triệu chứng phổi cũng được, mà không có phổi cũng được. Chỉ cần phù, có gan to hay tĩnh mạch cổ nổi là người ta có thể dùng được. Như vậy đây là một cái điểm khác biệt. Thứ nhất. Thứ hai là suy tim phân suất tố máu giảm 40% và có triệu chứng thì khởi đầu liều bằng gì? Ba thứ thuốc Tipo nè, Therapy nè, ức chế men chuyển, ức chế men chuyển hoặc là thay thế bằng chặn thụ thể nếu mà bệnh nhân không dung nạp, cộng với chặn beta cộng với kháng aldosterone, đúng không? Như vậy ba bước đầu tiên là đã phối hợp ba thứ thuốc. Còn bên đây là bước đầu tiên chỉ có hai thứ thuốc. Muốn dùng thêm kháng aldosterone thì bệnh nhân phải có phân suất tố máu nhỏ hơn 35. Trên đây là nhỏ hơn 40, dưới này là nhỏ hơn 35 thì mới dùng kháng aldosterone. Còn đối với Hoa Kỳ là dưới 40% là coi như dưới 40% là phân suất tố máu giảm, chứ không có phân ra là dưới 35 nữa. Và khởi đầu bằng ba thứ thuốc ngay, chứ không có chờ đợi là kháng aldosterone khi bệnh nhân dùng chặn beta vẫn chế men chuyển trước. Bây giờ nếu bệnh nhân còn triệu chứng thì có cũng tương tự như kia thì mình cân nhắc mình xem, nếu mà nhịp tim trên 70 lần trong một phút thì mình có thể cộng thêm là ivaradin, hoặc mình chuyển ức chế men chuyển chặn thụ thể ra một cái nhóm thuốc mới là ức chế neridixin, thì giống như khuyến cáo của châu Âu ha. Nếu mà trường hợp mà nhịp tim nhỏ hơn 70 mà rung nhĩ máy tạo nhịp gì thì cái này liên quan tới dụng cụ thì các bạn mà không quan tâm, nhưng mà đối với trường hợp mà nhịp tim dưới 70 thì chúng ta chỉ cần đổi qua cái nhóm thuốc mới, tức là chúng ta ngưng cái ức chế men chuyển hoặc chặn thụ thể đó, chúng ta chuyển qua cái nhóm neridixin. Như vậy thì ở đây nó cũng giống như châu Âu, nhưng có cái là nó chỉ khác là một cái bước này, đúng không? Là điều trị ba thứ thuốc và không có quan tâm là ef có nhỏ hơn 35 hay không, chỉ cần dưới 40 là được. Còn phần dưới này thì các bạn không cần học ha, đó, và học ở trên này. Như vậy nói tóm lại là nếu mà các bạn áp dụng khuyến cáo của Hoa Kỳ thì nó sẽ dễ thực hiện hơn. Tất cả bệnh nhân suy tim vào là các bạn sẽ cho lợi tiểu ngay, tại vì tất cả bệnh nhân suy tim nào cũng có tình trạng xung huyết. Đó, bạn cho lợi tiểu. Nếu mà bệnh nhân hết triệu chứng xung huyết, mình có thể ngưng. Còn những thuốc này bắt buộc phải sử dụng lâu dài nè, sử dụng suốt đời đó, thì
Đầu tiên là mình sử dụng ba thứ thuốc: ức chế men chuyển, chặn beta và kháng androgen. Sau một thời gian chúng ta đánh giá, nếu mà bệnh nhân còn nhịp tim trên 70 lần trong một phút và nhịp son thì chúng ta cho thêm Ivaradin. Hoặc là nếu bệnh nhân còn triệu chứng mà chúng ta đang dùng ức chế men chuyển hoặc chặn thụ thể thì chúng ta có quyền chuyển qua cái nhóm thuốc mới là Nerilysin, ức chế Nerilysin và chặn thụ thể. Đó, đó là cái cách tiếp cận. Và tôi sẽ nói thêm một cái điểm nữa là gần gần đây đó thì cái Nerilysin này người ta thấy cái hiệu quả nó rất là cao. Chế thụ thể kết hợp với Nerilysin đó, nó thấy hiệu quả rất là cao. Do đó trong khuyến cáo hiện nay nó vẫn có quyền cho phép chúng ta sử dụng ngay từ đầu thay thế cho ức chế men chuyển. Thay thế cho ức chế men chuyển. Như vậy nếu mà bệnh nhân vào rồi khi chúng ta sử dụng cái nhóm thuốc mới này kết hợp với beta, kết hợp với kháng androgen. Tuy nhiên cái mức khuyến cáo nó không phải là khuyến cáo cao. Nó chỉ thuộc nhóm 2B thôi. Ê, 2A thôi. 2A. Nó không phải là nhóm 1. Do đó nhóm 1 thì nó vẫn là thuốc thay thế ức chế men chuyển. Chứ chúng ta không khởi đầu ngay từ đầu. Đó. Đó là về cái điều trị suy tim, phân sức tống máu giảm. Thì đó là phần trình bày của tôi. Thì cảm ơn các bạn lắng nghe. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần nào mà bạn chưa hiểu á, hoặc là tôi nói nhanh quá tôi sẽ nói lại. Lớp A có ý kiến chưa đây? Có bạn nào có hỏi không? Nói chỗ nào? Nói lại từ đầu hay sao? Của Mỹ có lắm không? Bây giờ tôi nói những cái điểm chính nha các bạn, nhắc nhớ chú ý này này nè. Đối với một bệnh nhân suy tim, lợi tiểu là thuốc cải thiện triệu chứng. Tuy nhiên bệnh nhân suy tim nào nó cũng có tình trạng sung huyết. Do đó tất cả bệnh nhân suy tim là mình nên sử dụng lợi tiểu. Đó là lợi tiểu quay đó ha. Rồi, kết thúc một thuốc ha, hiểu chưa? Đối với khuyến cáo của châu Âu, suy tim phân sức tống máu giảm có triệu chứng, giảm là nhiêu ạ? Là dưới 40, đúng không? Dưới 40% mới gọi là giảm. Thì khởi đầu liều của mình là dùng ức chế men chuyển và chặn beta. Nếu bệnh nhân có triệu chứng, tức nghĩa là mình đã dùng ức chế men chuyển nè, chặn beta nè và cái gì nữa? Lợi tiểu đây nè. Đúng không? Mà bệnh nhân vẫn còn triệu chứng và khi đó mình coi đó, phân sức tống máu ở trên đây là nhỏ hơn 40 nhưng mà dưới này nó yêu cầu là phải nhỏ hơn 35. Nhỏ hơn 35. Có nghĩa là bây giờ một bệnh nhân vào với mình là suy tim mà mình siêu âm tim EF là 39%. Thì đối với khuyến cáo châu Âu tới đây mình chấm dứt. Nào. Tại vì dưới này là phải đòi là 35%. Hiểu không? Nếu mà không không dưới 35% thì coi như là mình chấm dứt ngay đây. Đó, chấm dứt ngay đây. Mình chỉ dùng ức chế men chuyển và chặn beta và lợi tiểu, cứ dùng ba thứ thuốc này thôi. Theo khuyến cáo của châu, theo cái phác đồ này. Còn mình quay qua của Hoa Kỳ á, thì ở đây người ta chỉ là những bệnh nhân suy tim phân sức tống máu nhỏ hơn 40. Là nếu mà dưới 40 thì coi như mình dùng được ba thứ thuốc. Và nếu bệnh nhân còn triệu chứng thì mình sẽ cộng thêm một các thuốc.
Ivaradin, hoặc là mình chuyển cái nhóm ức chế men chuyển thành một cái nhóm thuốc mới. À, mình ngưng ức chế men chuyển đi, mình dùng nhóm thuốc ức chế là thụ thể kết hợp với nilirisin. À, thì tương tự như bên đây nó cũng vậy, à, nó cũng tùy theo nhịp tim hoặc là có thể thay thế ức chế men chuyển. Nhưng mà mình lưu ý là cái khuyến cáo cho họ vẫn bao giờ cũng ghi là dưới 35. Có nghĩa là nếu mà trường hợp bệnh nhân suy tim của mình á, mà ở F mà 39 thì nếu mà mình áp dụng khuyến cáo cho là mình không có dùng được, mình chỉ tới đây là mình chấm dứt thôi. Khi nào mà nó là ví dụ như nó 34% thì mình mới có đi dài dài xuống đây được. Đó, nó chỉ khác điểm này, à, rất là khác biệt. À, như vậy là thực tế trên lâm sàng thường người ta hay dùng khuyến cáo của Hoa Kỳ hơn là khuyến cáo của châu Âu. Thì sau này có thể là khuyến cáo châu nó sẽ thay đổi. Các bạn nhóm nhóm T, nhóm V gì đó có ý kiến gì không? Các bạn có câu hỏi nào không các bạn? Hình như nãy tôi thấy có một số người đánh máy mà để tôi không có coi. À, có một bạn hỏi là giống như là ở bệnh nhân suy tim á, thì mình cần làm siêu âm tim lại sau bao lâu khi mình dùng thuốc. Thì thực ra nó không có quy định là sử dụng bao lâu cả. À, mà trên siêu âm tim thì mình cũng không có dùng để mình sử dụng gọi là chỉ định sử dụng thuốc, à, do đó tùy theo lâm sàng thôi. Ví dụ mình đánh giá, mình điều trị, mình thấy bệnh nhân là có cải thiện triệu chứng thì mình lúc đó mình sử dụng, hoặc là nếu bệnh nhân nặng hơn thì bắt buộc mình phải làm lại, à, hoặc là tùy theo cái nguyên nhân suy tim đó là gì thì mình có thể theo dõi siêu âm tim theo cái quy định. Ví dụ như những bệnh nhân mà bệnh lý van tim thì thường người ta khuyến cáo là siêu âm tim mỗi 6 tháng một lần. À. Vậy nếu không có câu hỏi gì chúng ta nghỉ ha các bạn. À, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.